Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom ô tô lướt đã qua sử dụng K-Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép được báo giá cho quý anh chị cũng như các bạn một lượt về những chiếc xe hiện đang có mặt tại cửa hàng em ngay lúc này đây. Vâng, mở đầu thì là một chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 facelift 2019. Chiếc xe này thì bên em đã bán rồi, vừa mới bấm biển cho khách thì chắc là khách ngày mai sẽ lấy xe thôi ạ. Nên là em cũng không giới thiệu qua nữa. Bên cạnh đây thì là một chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản 2.4 Premium, phiên bản cao cấp nhất, sản xuất 2018, xe biển số gốc Hà Nội nên là nếu đăng ký về Hà Nội hay thành phố thì sẽ không mất tiền biển các anh chị nhé. Xe hiện đang được chào bán với giá là 825 triệu đồng, có thương lượng, xe đã đi được 30.000 km các anh chị nhé. Và ngay bên cạnh đây thì là một chiếc Corolla Altis đến từ thương hiệu Toyota, một thương hiệu có thể gọi là rất là có chỗ đứng ở trong lòng người Việt Nam rồi. Và chiếc xe này là phiên bản 1.8G với năm sản xuất là 2018. Xe đã lăn bánh được 28.000 km rồi các anh chị nhé. Xe là form mới so với 2017 rồi. Đó, và chiếc xe này đang được chào bán với giá là 670 triệu đồng. Và bên cạnh là một chiếc xe hạng sang, hạng E-Class đến từ Mercedes-Benz. Vâng, một chiếc E250 sản xuất 2014, xe biển số Hà Nội, xe vẫn còn rất mới. Xe này ở phiên bản E250 thì có khác với phiên bản E200 ở mặt ca lăng cũng như là cửa sổ trời các anh chị nhé. Xe hiện đang được chào bán với giá là 990 triệu đồng, có thương lượng. Xe màu bạc trông rất là đẹp luôn ạ. Và cánh kim. Và ngay bên dưới đây cũng là một chiếc xe đến từ thương hiệu Toyota, một chiếc xe có thể gọi là xe quốc dân, Toyota Vios phiên bản 1.5e CVT với năm sản xuất là 2018. Xe này thì rất là nguyên bản và còn đi kèm theo một màu sơn rất là độc và lạ, màu ghi xám, hầu như là chúng ta không hề thấy trên thị trường là có màu xe Vios nào như thế này đúng không ạ? Và chiếc xe này thì đang được bên em chào bán với giá là 475 triệu đồng, có thương lượng cho khách hàng ghé xem xe trực tiếp tại showroom các anh chị nhé. Xe biển số thành phố nên là không mất tiền biển đâu ạ. Ngay bên cạnh cũng là một chiếc xe biển thành phố, một chiếc Toyota Vios phiên bản G, sản xuất là 2017. Đó, xe đã lăn bánh được 30.000 km và hiện đang được chào bán với giá là 475 triệu đồng các anh chị nhé. Và ngay phía dưới đây là một chiếc xe đến từ cũng là thương hiệu Toyota nhưng mà là phân khúc hạng sang của Toyota hay còn gọi là Lexus. Lexus ES350 với năm sản xuất là 2016, đã lăn bánh được hơn 4 vạn km và hiện đang được chào bán với giá là 1 tỷ 990 triệu đồng. Rất là đẳng cấp theo thời gian. Và ngay bên cạnh đây là một chiếc xe cơ bắp mạnh mẽ đến từ nước Mỹ, từ thương hiệu Ford Everest phiên bản máy dầu số tự động với năm sản xuất là 2011 các anh chị nhé. Và chiếc xe này thì hiện bên em đang chào bán với giá là 475 triệu đồng. Xe đi được 11 vạn km, full lịch sử hãng, bảo hành bảo dưỡng tại chính hãng luôn các anh chị nhé. Đó. Và hãy cùng tiến đến góc bên này của cửa hàng. Thì bên em đang bảo dưỡng thang nâng nên là tạm thời là sẽ để như này các anh chị ạ. Và đây là một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q với năm sản xuất là 2014, xe một chủ từ đầu, biển số thành phố, phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry. Khung gầm thì rất là đầm chắc và rất là bền bỉ theo thời gian. Chủ xe thì đã thay thêm 4 lốp Michelin, nguyên cả dàn lốp Michelin nên rất là êm ái luôn các anh chị nhé. Xe hiện đang được chào bán với giá là 750 triệu đồng, xe đã đi 90.000 km ạ. Và bên dưới đây là một chiếc xe cũng đến từ Nhật Bản, một chiếc Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT 2016. Ở đời này thì xe là phiên bản này thì nó là đời nhập Nhật các anh chị nhé, nhập khẩu Nhật nguyên chiếc và là phiên bản 5 chỗ thôi chứ không phải là 5 cộng 2 như bây giờ. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 615 triệu đồng, có thương lượng cho những khách hàng ghé xem xe. Và ngay bên cạnh cũng là một chiếc Mitsubishi Outlander, nhưng là phiên bản 2.0 CVT Premium, phiên bản cao cấp nhất của dòng máy 2.0.
với năm sản xuất là 2018, đã đi được 25.000 km, biển số tỉnh, hiện đang được chào bán với giá là 795 triệu đồng có thương lượng cho khách hàng ghé xem xe các anh chị nhé. Và chúng ta hãy cùng đến với tầng 2 của cửa hàng để xem nốt những xe còn lại hiện đang có mặt trên tầng các anh chị nhé. Vâng, trên tầng 2 thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều màu sắc ở đây. Thì ngay đầu tiên là một chiếc Honda Brio phiên bản 1.2 RS, phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda Brio, màu cam, xe sản xuất 2019, đã đi được 20.000 km, biển số thành phố nên là chúng ta không lo về tiền biển đâu ạ. Xe thì là nhập khẩu Indo nguyên chiếc các anh chị nhé, và đang được chào bán với giá là 445 triệu đồng ạ. Và ngay bên cạnh đây là một chiếc Mazda 2 phiên bản 1.5 Luxury màu trắng, sản xuất 2019, xe mang biển số Hà Nội, đã lăn bánh được 18.000 km các anh chị nhé. Xe vẫn còn rất là mới và hiện đang được chào bán với giá là 520 triệu đồng ạ. Và bên cạnh đây lại là một chiếc Honda Brio nữa, cũng là phiên bản 1.2 RS, phiên bản cao cấp nhất của dòng Brio, với năm sản xuất là 2019, xe một chủ từ đầu biển Hà Nội, lăn bánh được 9.000 km. Và chủ xe đã lên rất nhiều đồ như là cam lùi hoặc là nguyên dàn lốp Michelin, rất là êm ái luôn ạ. Và bên cạnh đây cũng là một chiếc Toyota Yaris với nước sơn rất là đẹp, nước sơn màu xanh dương đó. Và chiếc xe này thì hiện đang được bán với giá là 470 triệu đồng, xe phiên bản 1.3G, sản xuất 2014, một chủ từ đầu, lăn bánh đúng 50.000 km các anh chị nhé, xe rất là đẹp. Và chiếc xe cuối cùng mở cửa hàng em lúc này đây là một chiếc xe Focus phiên bản sedan 2.0 Titanium, sản xuất 2015, xe đã lăn bánh được 90.000 km rồi nhưng mà vẫn còn rất là mới, bởi vì chủ xe rất là giữ gìn và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, nguyên dàn lốp Michelin thì cũng đã thay rồi các anh chị nhé. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu sơ qua cho quý anh chị và các bạn một loạt về những chiếc xe hiện đang có mặt tại cửa hàng em. Và toàn bộ xe bên em đều có cam kết bằng văn bản hợp đồng các hạng mục như là xe không có tai nạn, đâm đụng hay là ngập nước, máy móc khung gầm hộp số động cơ đều là nguyên bản, không có đại tu, bổ máy hay là sửa chữa các anh chị nhé. Và đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến 70% giá trị xe trong vòng từ 5 đến 6 năm. Vâng, xin hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu quý anh chị và các bạn có nhu cầu thì có thể ghé thăm trực tiếp tại showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để xem xe các anh chị nhé. Xin chào.